Harry Potter và cây đũa thần kinh. Chào các bạn nhỏ thân yêu, anh đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay anh sẽ mang tới cho các bạn nhỏ một câu chuyện rất là vui nhộn luôn nha. Bao vui luôn đó. Câu chuyện về Harry Potter và cây đũa thần kinh. Các bạn nhỏ có biết Harry Potter là ai không nè? Đó chính là một cậu bé phù thủy thông minh và dũng cảm đã chiến thắng được chúa tể Voldemort xấu xa. Câu chuyện mà anh sắp kể đây được diễn ra vào năm học thứ 3 của Harry tại trường phù thủy và pháp sư Hogwarts. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới Giáng sinh rồi. Tất cả mọi học sinh trong trường đều bận rộn thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi trường, về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình của mình. Riêng Harry thì vẫn ngồi một mình trên giường, chăm chú đọc một quyển sách cũ rích mà cậu chàng mượn được từ thư viện của trường. Cuốn sách có tên là 1001 cách hô biến đồ chơi thành vật sống. Nghe là thấy hấp dẫn rồi đúng không? Các bạn biết không, Ron Weasley là người bạn thân nhất của Harry. Sau khi mà cuốn hết đồ đạc của mình và nhét chúng vào chiếc gương gỗ nặng nề thì đứng thở phì phò và ra dáng rất là mệt mỏi. Ron hỏi: "Harry, cậu không về nhà đón Giáng sinh hả?" "Tớ không thích về nhà. Với lại tớ cá là dì dưỡng cùng anh họ Dudley của tớ cũng không thắc mắc nhiều về sự vắng mặt của tớ đâu." Ron gật đầu vẻ thấu hiểu. "Tớ thì tớ muốn ở lại đây với cậu lắm, nhưng mà mẹ tớ sẽ giết tớ nếu như tớ vắng mặt đó." Harry bày tỏ sự cảm thông với Ron. "Tớ hiểu mà. Cậu hãy tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh ấm áp bên gia đình nhé. Còn tớ, tớ sẽ chơi với món quà của Hermione." Nói rồi, Harry chìa ra trước mặt Ron một con thú bông màu tím rất là kỳ cục. Mắt Ron trố lên vì ngạc nhiên. "Quái, con quái vật gì thế này? Trông giống rồng mà sao nó có nhiều chân quá vậy?" "Nó là Grindelwald đó." Grind cái gì cơ?" "Grindelwald, nó là con thằn lằn xấu tính trong phim Công ty Quái vật của Walt Disney á." Dù cho Harry giải thích thế nào đi chăng nữa, Ron cũng không thể hiểu nổi. Grindelwald là ai và Công ty Quái vật nghĩa là gì? Cũng phải thông cảm cho Ron thôi các bạn nhỏ ơi, vì anh chàng là một phù thủy chính hiệu và từ nhỏ tới lớn, anh chàng chỉ biết tới thế giới phù thủy của mình thôi, chứ chưa từng được sống trong thế giới của người bình thường, xem phim hoạt hình của người bình thường đó. Cuối cùng, Ron nói: "Thôi được rồi, mặc kệ cái con ran gì đó xấu xí màu tím của cậu á, thì tớ cũng có quà Giáng sinh cho cậu đây." Ron rút ra trong chiếc áo của mình một chiếc đũa thần và đưa cho Harry. "Nó là đồ chơi của tớ mấy năm nay rồi, nhưng mà còn khá là mới, và tớ tin chắc là nó vẫn còn xài được rất là tốt đó nha." Harry cầm lấy món quà của bạn và mỉm cười. "Cảm ơn cậu, tớ sẽ có nhiều trò chơi với nó lắm đây." "Được rồi, không có gì, chúc cậu Giáng sinh vui vẻ nhé." Ron nói xong và lật đật xách chiếc rương nặng trịch của mình lên và đi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình Harry trong phòng mà thôi. Bỗng nhiên, Harry nghĩ ra một ý. Harry nhìn vào trang sách mà mình đang đọc. Rồi anh chàng giơ cao cây đũa thần lên, chỉ vào con thằn lằn Grindelwald bằng bông đang cười nhăn nhở. Harry vừa đọc xong câu thần chú, một tia sáng màu đỏ phun ra từ đầu cái đũa phép và rơi xuống con vật bằng bông. Trong thoáng chốc, con vật rụng mình và ngay lập tức biến thành một con vật sống thật. Con vật đó chớp chớp mắt nhìn Harry và Harry chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Grindelwald đã chạy biến ra khỏi phòng. "Đứng lại, ta nói đứng lại cơ mà, con thằn lằn màu tím kia, đứng lại." Nhưng mà rõ ràng là Grindelwald đã không nghe lời Harry, vì chỉ một phút sau khi rời khỏi phòng ngủ, nó đã mò được tới sảnh lớn của lâu đài Hogwarts. Và tại đây, nó gặp ngay con yêu tinh Beast đang treo lộn ngược người trên trần nhà và cố ý gỡ mấy cái bóng đèn trên trần ra. Grindel nhìn công trình của con yêu tinh Beast với vẻ ngưỡng mộ. Trông thấy Grindel, con yêu tinh Beast lập tức la lối. "Ê, mày là con quái nào vậy? Mày đứng đó làm gì? Có tình tào tháo hết cái chỗ bóng đèn này và chỗ vào đầu mày không?" "Tôi là Rainbow,
tôi là một con quái vật chuyên đi hù dọa người khác đây. Và nếu như anh dám chọi bóng đèn vào đầu tôi thì tôi sẽ nhốt anh vào nhà vệ sinh đấy. Randall Boss tự tin đáp trả. Nghe Randall trả lời như vậy, con yêu tinh Beast reo lên vui mừng. Ê, hay quá, tao nghĩ là tao đã gặp được một đồng minh thân thiết rồi đây. Nói rồi, con yêu tinh quậy phá bay xuống gần hơn với Randall. Con yêu tinh mở to đôi mắt tròn thô lỗ của mình để ngắm nghía đồng minh. Những gì nó thấy là một con vật màu tím liệm từ đầu tới chân, có bốn đôi chân ngắn ngủn, một đôi mắt màu xanh lá cây và một khuôn miệng lúc nào cũng nở một nụ cười tinh quái. Và sau khi nhìn chán đồng minh của mình, con yêu tinh Beast lên tiếng nói: "Bây giờ mày có muốn cùng tao đi ra chỗ hành lang kia và xả nước cho ngập hết cái trường này không?" Randall hào hứng ủng hộ ngay lập tức. "Ồ, sau khi xả nước ngập trường, chúng ta có thể chơi trò liệng sách trên mặt nước nè. Chúng ta sẽ nhúng ướt hết sách của tụi học trò luôn." "Ồ, mày đúng là đồng minh của tao rồi." Con yêu tinh Beast khoái chí hét to. Nói là làm, hai con quái yêu tinh nghịch lập tức chạy ra ngoài hành lang và bắt đầu đục tường để kiếm đường ống dẫn nước. Và trong lúc phá hoại một cách đầy say mê thì bỗng chúng nghe có tiếng ai gọi: "Randall Boss! Randall Boss!" Con yêu tinh dừng tay và nghe ngóng. "Tao nghe có ai gọi tên mày đó, con quái thằng lằn kia." "Đúng rồi, tao cũng nghe như có ai gọi tao. Chắc là thằng nhóc biến ra tao đó." Randall Boss bình tĩnh đáp lời. "Thằng nhóc biết là mày, có phải là thằng nhóc đeo cái kính tròn có cái sẹo hình tia chớp trên trán không?" Con yêu tinh Beast hỏi lại. Randall Boss vừa miệt mài đục tường vừa trả lời: "Đúng rồi đó, nó còn có một cái áo choàng màu đen thui, rất ư là xấu xí nữa." Yêu tinh Beast lập tức la lối ôm sờm: "Trời ạ, thằng nhóc đó là Harry Potter đó, mày gặp rắc rối lớn rồi." Không để cho Randall Boss hiểu chuyện gì đang xảy ra, con quái yêu lập tức túm lấy và liễn nó ra ngoài cửa sổ. Vừa lúc đó Harry đi tới, con yêu tinh Beast giả bộ bay lững lờ và huýt sáo. Harry hỏi: "Mày có thấy có thằng lằn màu tím nào chạy ngang qua đây không?" Beast tiếp tục hút sáo: "Không biết, tao thấy gì đâu." "Nếu mày không nói thật, tao sẽ mách nam tước đẫm máu việc mày dám giả danh ông ấy trong lễ hội ma của trường đó nha." Cái tên nam tước đẫm máu thiệt là kỳ diệu. Con yêu tinh nghịch ngợm lập tức sợ hãi, co rúm người lại và chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Nó ở ngoài đó đó, tôi vừa ném nó ra đó." Nghe được câu trả lời của Beast, Harry lập tức chạy ra ngoài. Bị yêu tinh Beast liện ra ngoài bất ngờ, cho nên Randall Potts bị ngã lăn trên bãi cỏ và đầu ê ẩm hết cả người. Khi nó đang lồm cồm bò dậy thì Harry đã tới trước mặt nó. Harry đang rất là tức giận. "Giỏi lắm, tao biến mày thành một con vật sống để mày trở thành bạn của tao, chứ không phải để mày đi quậy phá khắp trường, hiểu chưa?" Harry rút cây đũa phép ra, chỉ vào Randall Potts và đọc thần chú: "Vì mày quá sức nghịch ngợm nên tao đành biến mày trở thành con thằn lằn bông như cũ. Úm ba là, vật sống biến thành vật bằng bông." Ngay lập tức, một tia sáng lóe lên và con thằn lằn Randall Potts lại bị biến thành một con bọ hung hăng bằng bông. "Ôi, cây đũa phép này bị thần kinh mất rồi." Harry nhặt con bọ hung bằng bông lên và thầm lo lắng, và không biết sẽ giải thích với lại Hermione như thế nào khi mà bạn ấy quay trở lại trường học sau dịp nghỉ lễ Giáng sinh nữa. Vậy là món quà của Hermione tặng cho Harry đã bị cây đũa phép của Ron biến thành một con bọ hung bằng bông mất rồi. Nhưng mà anh tin là Harry Potter cùng hai người bạn thân thiết của mình đã có một kỳ nghỉ Giáng sinh thiệt là đáng nhớ. Còn các bạn nhỏ, đừng quên subscribe kênh YouTube Pop Kids để nghe thêm những câu chuyện thật hấp dẫn hơn nữa nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.